Này cho tiền của ba nè, có thằng nhóc leo cây dừa nè. Có tiền của ba quá à, quá trời. Mì hả? Có gì Việt Nam không? Hỏi ông có thích tiền Việt Nam không? Tao cho ông tiền Việt Nam. Mì mấy? Mấy mì Việt Nam hả? Đâu tiền Việt Nam đâu. À 500 đồng tiền Việt Nam. Đây là tờ tiền 500 Việt Nam đồng. Sưu tầm tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam tới cho 10.000. Lấy tờ 10.000 polymer đấy chị. 10.000 polymer nè. Rồi cho người ta 10.000. Hay rồi chị lấy cho em 200.000 được không? Đi vậy. Em cho em. Quang rồi cái này. Cho 2 triệu đi uống cà phê chị. Ủa? À, mọi người đó mới phát hiện anh em sưu tập tiền. Giúp em lên nè chị. Vậy chị cho em 500 nghìn đi chị. Chị cho em đi chị. Mẹ cho ông, cho ông nè. Cho em đi. Con này trời. Ở mới luôn. Việt Nam. Ở đi 1 đô na. Dí xịt bạc đấy. Dí xịt bạc. Ê 16, 17, 18, 16, 16. Mà dí xịt. 30 đấy. Mí 30 bạc. 30, 30 bạc. Trời ơi, sưu tập tiền quá trời tiền luôn nè. อยู่ เมือง ไทย แล้ว อ่ะ ครับ อยู่ เมือง ไทย ครับ อยู่ เมือง ไทย 3 ปี 3 ปี แล้ว แต่ 2 คน ตอน นี้ ไป เที่ยว ไม่ แต่ ไม่ ไป เที่ยว แต่ นาน ๆ โควิด ไม่ มี ไม่มี กรุ๊ปบิน นะ ไม่มี กรุ๊ปบิน ไม่ ดีquá trời tiền luôn nè, anh này hay quá ha, chưa sưu tầm tiền nè, mới phát hiện được luôn á. Trời đất ơi, Thu ăn uống nè, đúng ăn uống luôn á. Tụi nó ai canh thì cũng như mấy chỗ khác thôi, mày dễ sợ lắm, mà gấp lửa mã tay người này. Tụi nó ai canh vậy đó chứ, đi thì cũng y như mấy cái mô khác thôi mà. Dài dữ, bự dữ. Ở vui quá, ở Việt Nam mình nói xấu. Ủa bên ở đây mình nói xấu, ta cũng đâu có biết đâu, dở gì. Ở Việt Nam mà, ta nói vừa nói trời ghê quá, ghê quá. Ghê quá, ghê quá, một cái là nó quýnh cái bòm cái đầu. Quýnh cái bòm, không thấy cái miệng luôn. Này mà gặp người Việt Việt sao ta? Quýnh là cái miệng sưng ra lòi vậy nè. Mẹ mình đâu đã dĩnh rồi không anh? Cái hiệu này cũng nhiều luôn.
ở nhà không có đồ. Chúng ta đang ở Icon Siam. Hôm nay rủ đi hoài không? Nói chung là chỉ thích ở nhà thôi, mà mình thấy đi thấy cũng ok thôi. Cái này là gì ta? Cái này là dầu dừa chị. Dầu dừa đó. Dầu dừa đấy chị. Dầu dừa để mình làm dầu dừa. Dầu dừa để làm dầu dừa. Thôi chị em tưởng là xà bông chứ. Dầu dừa đó, còn này là cà phê dừa. Cà phê có chị quen. Cái dầu dừa nó khác mình quá ha. Dầu dừa tại bên trong máy lạnh nó đông rồi chứ nó là dạng như vậy đó. Ừ, nó là dầu dừa đó. Vì tắm thấm thoa mặt hay là mày đọc coi, mày đọc tiếng Thái coi. Nè. Tiếng Thái là good for frying in and take in. Ôi, ở tiếng Anh hay tiếng Anh? Tao biết tiếng Anh. Tiếng Thái là tôi đọc. Ba chắc có nè. Mẹ má, mẹ nào nè. Mò má, xà ra. Mò má nào xà ra cho cô farm nè, đó. Cô cái chanel rồi đó. Mua đồ chơi. Nói tiền thì rồi tôi cho nè. Ở đây nói tiền vậy chứ phải nói tiền vô. Đó, ai cho cái kia à? Đó là Sabarit đó. Cái gì? Đó là Sabarit 50 lời. Ủa, ở đây có cái chợ luôn nè. Đây có cái chợ luôn nè. Đeo tay nghe. Đây, con cá nè. Con cá. Oh.
Còn bên đây là sao xoài kìa chị. Ôi xoài này đã chưa. Xoài. Mua tổ sầu riêng cả ăn đi. Đó nếu muốn sầu riêng bự đó. Ăn không em? Còn muốn sầu riêng bự cơ chứ kìa. Thích cái gì bự bự kìa. Thôi mua thử muối sầu riêng. Anh ấy nói rồi. Chứ cứ riêng nè. Thì kì lạ. Đường kilo. 1 kilo là 1000 bạc. Giống như trong siêu thị vậy. Thì muốn mua một hàng cục này. Em lấy mua cái này ăn đi. Mua đi nguyên cục nó ăn có hết đâu. Cục này hả? Ờ. Cục này đi hả? Ừ. Mua cỡ đó ăn thôi, mua cái gì đâu hết. Trời ơi, nó ngọt. Ngọt hả? Ngọt hả? Ngọt hả? À. Ê, đừng có nói nó ngọt lên ngon lắm, tưởng nó tươi nó xấu. Thôi ngọt không đâu. Nhưng mà sầu riêng đi thì để thử được nha. Thử. Không, thử sầu riêng ngon á. Sầu riêng ngon. Nè, chị ăn thử có thử. Chị ăn thử có thử. Chứ ý chị dưới ý em nhiều người khác. Chị bạn ăn đúng ý bạn thử hình như ngon. Ngon. Ngon quá. Cái nước cốt thì mình bỏ nước cốt riêng mà. Nếu mình ăn cái kiểu ấy thì bỏ nước cốt riêng. Mình mua sầu riêng, mình mua sầu riêng với lại cái xôi này thôi. Ừ. Nước cốt đó. Anh ấy cái này tự nhiên nói tiếng máy với bà luôn vậy hiểu rồi. Cái này á là bóc ra bảo chỗ này, còn cái này là trong hộp là bán. À, trong hộp là bán bự quá vậy ăn hết rồi. Bán bự quá. Mấy mì lát rồi thì mua cái này đi, mình khỏi ăn cái nước cốt thôi. Chứ mua chi nguyên muối rồi ăn không được. Ăn cho càng cái bản họng ra. Nói mộng gì. Nói này hổn ghê luôn á. Tao tưởng tượng nó đang là xíu tao luôn á. Nói không nghe. Lì. Ở đây mình dư đường á, mới mua. Giật mua. Thấy cái muối sầu riêng bự quá. Cũng muốn mua. Không. Thì nó ăn tôm nè. Mới ăn tràn mãn họng ở chỗ bên kia rồi. 1.000 bạc 800.000 ký đúng rồi. Ủa này sao ở trong đây nó chút xíu. Hồi nãy em thì ăn là nó hết rồi. Thôi nhưng mà nó ngọt quá. Nó không nổi. Ngọt nhiều quá không ai. Ngọt kinh khủng luôn á. Bữa trước á. Chiên đường ẩm thực Thái Lan. Ta đi học. Nha bua chọc bua chọc. Ra đi nha khóc. Cái đó là chắc là xúc xích. Trời ơi. Cái khâu trò kêu mình kêu đường đây. Toilet ở đây đẹp giống như cái tàn. Toilet ở đây nó có cái mấy cái bình bự. Ở đây người ta làm, người ta chế bóng đẹp. Như gà không phải gì đâu đâu con gà cả con xanh ba ăn con gà hả gà thì giống người ta á mà mùa con này là gì vậy? Giống dừa nhất hôm nay không nhưng bị
đi đầy bụng. Trời ơi, bụng xấu dễ sợ luôn á, ăn gì cũng được. Xấu bụng, người ta gọi là xấu bụng đó. Ôi đi lại đi, nhớ mua ẩm thực đã. Nhớ mua ẩm thực đã, trời ơi. Làm đẹp dễ sợ luôn đó kìa. Trời ơi, giữa. Có một cái hồ to. Chọc tay kìa, người ta chọc. Anh chọc nha, quay anh chọc. Mà lông bò thì đừng thay. แล้วก็ใครที่ชื่นชอบลีลาการเล่นว่าวของทีมนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปกดไลค์ในเพจของไททันได้เลยนะครับขอบคุณครับทางเดินนะครับทางเดินตอนนี้เหรอครับใช่ครับเดินขาจะเหยียวเนาะเดินที gì sao á thì thể diễn kìa À, đây thì thả nhiều quá kìa, bình luận được nhiều quá. Ồ, đâu? Biểu diễn. Biểu diễn chứ là theo vòng cung quá không?
thì tao hiển nhiên mình học sai mình học hoàn nhưng nhìn mấy cái biểu nhìn quay mấy cái ông ở dưới biểu diễn cũng hay kìa, mấy ông rất xứng hay ha, สวยงามมากครับสุดยอดครับ ท่านนั้นก็ ชื่นชอบ ปรบมือ ให้กำลังใจ กับ นักบิน ของ เรา ด้วย นะครับ ว้าว สวยงามมากครับ แต่มันแย้งเข้าแก้ม ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นอย่างงี้ นะ ได้ๆๆๆๆ ก็จะมีปัจจัยเรื่องของลมนะเป็นโครงการสำคัญนะครับ ไปเอี้ยวใหญ่เนาะchơi chứ bye bye mọi người nha, hết clip rồi nha.